Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe SUV hạng B. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và là màu cam. Chiếc xe đã lăn bánh được 4.2 km rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Biển số là 30E72734. Rất là đẹp luôn. Biển số thì cũng tương đối thôi, còn xe thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về đằng trước thì quý vị các bạn thấy được là rất là đẹp này. Sườn này, sơn chiếc các thứ còn rất là đẹp. Và dàn lốp theo xe còn nguyên quý vị các bạn nhé. Lốp la răng còn chưa xước ạ. Dàn lốp còn nguyên và còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những cái la răng cũng chưa xước ạ. Phiên bản Ford EcoSport phiên bản Titanium 1.5 quý vị bạn nhé. Lốp treo lưng. Đấy. Titanium quý vị các bạn ạ, phiên bản Titanium 1.5 lít. Đấy, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết nhá quý vị bạn ạ. Đây, nguyên bản từ dàn lốp đấy ạ. Đết lốp là tháng 5 năm 2017 đấy ạ. Đấy, sản xuất là 2017, lốp cũng 2017 và còn rất là dày luôn quý vị bạn ạ. Dàn lốp nguyên bản và còn rất là dày. Đấy, màu cam. Chiếc xe này thì quay lên nó bằng điện thoại lên nó nhìn màu như này, như thực tế là nó là màu cam quý vị bạn nhé. Nhìn lên điện thoại này nó giống giống màu đỏ, nhưng mà nhìn ở ngoài thực tế nó là màu cam đấy ạ. Đấy, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vô lăng cần số còn nguyên bản, còn rất là mới. Táp bi cửa này rất là mới này, da nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất da nguyên bản theo xe. Cửa nóc này đầy đủ này. Đấy, vô lăng cần số còn nguyên. Đồng hồ công tơ mét. Đây, tôi bật điện lên cho quý vị bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét này nhé. Đấy, đang mở cửa thì nó không hiển thị lên cái đồng hồ công tơ mét. Tôi sẽ phải tắt điện đi là quý vị bạn thấy luôn. Đồng hồ công tơ mét là 42.423.000, tức là 4.2 đấy quý vị bạn nhé. 42.000 tức là 4.2 quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất này rất là đẹp luôn, từ đằng sau đằng trước đều rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, cửa nóc đầy đủ luôn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 480 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 số tự động Titanium 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport Titanium 2017 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, một chiếc xe rất là mới 2017, rất là mới, từ nội thất còn mới còn đẹp nguyên quý vị các bạn nhé. Tất cả là còn mới còn đẹp và còn nguyên bản hết ạ. Nguyên bản từ ngoại thất cho đến nội thất, keo chỉ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là chiếc xe không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản quý vị các bạn nhé. Còn rất là đều, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, một chiếc xe 2017. Đấy. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.